Mình chào đại gia đình nha. Chào chị Bích Trâm. Chúc chị Bích Trâm năm mới nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Ông đang học dịch quá là nhiều lắm. Ông đi mặn. Tử vậy đó. Trai là dắt hai chị em đi lên đó thương. Ồ, sang đây. Anh Khoa đang ngầu quá ta, đẹp quá ta. Nhìn không ra luôn. Mới mua đồ màu đen, đi đôi dép màu đen luôn. Đi vào màu đen luôn. Đẹp quá trời. Chơi với người yêu đúng không? Đó đâu. Chơi gì đâu. Đi đâu mà mặc đồ đẹp. Trời. Chơi vui vẻ. Chơi vui vẻ cho anh. Chưa. Rồi chúc em đi chơi vui vẻ nha. Anh đang diễn cái tuần nó anh cạo đâu được, anh đang đóng giang hồ mà. Anh cạo tự nhiên cái anh đâu cạo đâu, anh quýnh làm cái móc câu rồi nè. Anh móc câu hả? Ừ. Tự nhiên đang đóng giang hồ, tự nhiên cạo với mạnh gì ba. Anh giang hén. Tối nay anh Sang diễn giai đó tiếp anh Sang. Tối nay giai đó rồi đó, qua em diễn đây. Hay quá anh trời. Diễn quá. Vậy luôn mà diễn quá đúng không? Quá không được. Tối bữa là bẻ gãy giòn kia rồi bẻ gãy tay. 15 tỷ mà còn chi làm 27 tỷ. Bữa xin nữa không bẻ gãy cái giò của thằng Phúc thiệt chứ. Nó la á á đau quá đau quá. Chỉnh cái áp đẹp đẹp một chút thôi. Mặt mày tôi sáng giờ cái gì làm mì quá vậy. Ủa mở mới làm đường nào ta? Mặt quá vậy. Muốn chỉ nhà rồi mặt tôi tên hỏi mất lên. Mình không có mấy em này là ở Sài Gòn không? Có dự quên Tết hả? Dạ không chị. Dạ. Không chị ơi, đang ở đây. La nhẹ trưa mùng năm. Tặng vé cho các bé. Tặng vé cho các bé. Sang ơi. Ơi. Sang. Ơi. Rồi. Ngồi đây nè chị ơi. Ra đây em với anh ôm nhau cái lúc mới lên tí nè Sang. Anh không có bé ơ, nhìn lên Sang. Ra đây đi, em với anh là ôm nhau cái lén lút coi Sang. Lúc mà không có Linh Tí ở đây, rồi anh không có bà bé ơ ở đây. Có mấy vị hết nè chị. Ồ, hả quên. Có mấy sự của sự YouTube. Dán chủ nhà gà bọc nuôi tôm. Vô trong luôn đi. Mấy trong thấy không? Thấy trăm không? Thấy trăm không? Cao cao lên chút không? Thấy trăm không? Thấy trăm không? Vừa rồi là chị cho trăm thì có nói là đóng cái dài dàn hồ đó là rất là ngầu luôn ha. Dạ, rất ngầu luôn á. Thì tướng tá anh Sang là anh Sang lúc nào vậy? Anh Sang lúc nào cũng mày đỉnh nha. Đỡ quá là chứ má. Trời ơi, tôi nó có gặp từ một tình tính cái gì à. Quý già nhiệt sâu dễ sợ. Quý gia diễn sao vậy sợ? Tranh thủ đi, lúc còn có Linh Tí ở đây không? Lúc còn có bà bé ơ ở đây không? Lúc còn lo cái dân nhà cho mình phải tranh thủ chứ. Hẹn gặp mình nè. Hello mọi người. Xin chào đại gia đình, chúc đại gia đình năm mới là mang tấn tài tấn lộc vạn sự như ý nha. Phát tài bình an nha, hạnh dạ. Phúc bên nhau nha. Và đặc biệt là có nhiều tiền ha. Ok, tới sân khấu Quốc Thảo mua vé ủng hộ Trâm, anh Sang, anh Thảo, bé Loan, anh Tý. Mà không quá Sang ơi. Mở cái lạnh mà không mát rồi Sang. Mở quạt đi Sang. Kiếm gì điện cắm quạt để nhàn lo không phải nhà mình đâu. Nhàn lo không phải nhà mình đâu, mình làm lại đi. Đâu phải tiền điện của mình phải không? Ừ, không phải tiền điện mình đâu. Mở hết đi, lo không đóng chứ mình đâu có đóng. Đúng rồi. Nóng quá, nóng. Ồ, mát rồi đó. Vì sáng nó ù ù. Mát rồi đó. Sang Sang. Đưa điện thoại
mở cái lịch diễn lên giùm em, cái mở cái lịch diễn bữa em gửi cái tấm hình nhìn dài lịch diễn lên. Dạ mọi người ăn Tết có vui không à, có khỏe không à? Dạ Trâm thì không khỏe, tại vì từ sáng đến tối mấy ngày nay là cứ lu bu, sáng mở mắt dậy là bước ra quầy vé, cúng kiến, cúng sân khấu, rồi cầu xin là mọi người thương vô mua vé ủng hộ sân khấu Quốc Thảo cũng như là sân khấu của Tí Trâm. Anh mở lên Facebook của em, Facebook của bé Long á, để có cái lịch diễn á, để em đọc cái mấy cái mùa sắp tới cho mà con nghe lịch diễn mà mình về. Dạ hôm nay là mùng 5 rồi ạ. Trâm còn diễn Tết thì Trâm còn diễn 4 mùng nữa ạ. Mùng 5, dạ chào các chị mới vô. Mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9 nữa. Sau hết Tết mùng 9 là sân khấu của Trâm vẫn hoạt động tiếp tục nha mọi người nha. Vẫn hoạt động tiếp tục. À, đây nè, cho đó, mấy ông quay người ta cho cố hát opera con đó, đứng đó quay tôi đó, thấy không? Đó, đó. Tết nhất cũng về nhà lo ăn Tết từ bây giờ con gia đình đứng đây cầm cái quay chuyện đó mọi đó, mấy chuyến bay này tôi thích rất là cực khổ luôn. Thì Trâm đi đâu mấy anh em cũng chia sẻ thông tin đến bà con. Và thật sự là nhờ anh em YouTube rất nhiều, nhờ anh em YouTube mà mọi người biết đến sân khấu Quốc Thảo xin bằng nhau cũng nhận. Và những đêm diễn của Trâm bốn hồn vừa qua đêm nào cũng đông, rất là thành công. Dạ, Trâm còn mùng 5 hôm nay, tối nay 19 giờ Trâm diễn vở trò chơi ma quái tại sân khấu Quốc Thảo, số 70 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Có anh Thảo, có Trâm, có bé Loan, có anh Sang diễn vở trò. Anh Sang diễn cười lắm mọi người ơi, anh Sang diễn hài chịu không nổi luôn mọi người ơi, cười rủng rúng luôn, cười Sang. Cái mặt em về bước ra sân khấu tự nhiên cười, em không biết lý do tại sao. Nói chứ thật sự ra là mọi người rất là thương, mọi người ủng hộ nên là diễn thì mọi người cổ vũ rất là nhiệt tình đó, làm cho tụi Trâm đứng trên sân khấu rất là phấn khích và tăng cái năng suất nhiều hơn. Dạ rồi ngày mai mùng 6 thì lúc suất 19:30 Trâm là có mở luôn trang tiếp tục, vẫn có mấy anh em tụi Trâm diễn nha. Rồi mùng 7 thì Trâm vẫn có suất 19:30 nữa, cứ mỗi ngày là 19:30 trò chơi ma quái. Anh Sang mới đi Trà Vinh đây mà về có mặt, mới vừa về thất thì luôn á, mới vừa về tới nhà bé Loan luôn á. Bé Loan nó buồn ngủ, nó ngủ quá rồi, giờ Trâm bắt ổng xuống live stream với Trâm. Live stream bán vé áo đỏ may mắn, đúng rồi áo đỏ may mắn cái tình yêu ơi. Rồi và đặc biệt nha mọi người nha, Trâm hôm nay Trâm like cái like này á để Trâm muốn chia sẻ một chút món quà tinh thần đến với lại các máy ấm. Thì đặc biệt cái suất ngày mùng tám mọi người, cái suất ngày mùng tám á là ngày 17 tháng 2 nha mấy anh em YouTube nha. Yeah. Chia sẻ giùm Trâm là cái suất mùng 8. Trâm có hai suất, mùng 8 đang diễn suất 16 giờ chiều và 19 giờ đêm. Thì cái suất 16 giờ chiều là Trâm vật diễn vở thiếu nhi vùng đất Diệu Kỳ. Thì đặc biệt cái suất này nha, Trâm muốn mời các em nhỏ ở các máy ấm tình thương. Mà nếu như máy ấm nào coi được cái livestream này của Trâm hay các bạn share cái livestream này hay là các anh em YouTube share giùm Trâm, máy ấm nào mà muốn cho các con mình đi xem kịch á thì Trâm xin mời, Trâm xin gửi vé mời. Các máy ấm có thể liên hệ trực tiếp với Trâm qua cái fanpage của Linh Tí Đức Trâm hoặc là qua một cái kênh anh em YouTube nào là có, thì các em anh em YouTube có thể gửi qua Zalo giùm Trâm hoặc là Zalo 0902459042. Trâm gửi vé mời thì khán phòng của Trâm có 350 khách, khán phòng của Trâm có 350 vé thì Trâm xin gửi vé mời cho các máy ấm. Thì ví dụ như mỗi máy ấm gì đó mình đăng ký số lượng các bé đi coi là bao nhiêu bé thì nhắn cho Trâm để Trâm gửi cho con đi coi nha. Cái vở kịch vùng đất Diệu Kỳ này của thiếu nhi rất là dễ thương, rất là vui nhộn, rất là màu sắc. Thì Trâm muốn đầu năm sân khấu Quốc Thảo, sân khấu của anh Tý và Trâm có một món quà tinh thần nho nhỏ gửi đến các con, giống như tất cả đây Trâm, anh Sang, bé Loan cũng vậy. Nhưng mà cái vở đó thì cũng ít diễn nhiều, người lớn thì Trâm không có diễn đó, nên là Trâm muốn gửi cái vé mời đó đến với tất cả